Thứ trưởng Bộ Tài chính tiết lộ về kế hoạch thanh tra bảo hiểm nhân thọ. Chiều ngày 4 tháng 7, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian tới sẽ triển khai thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến kế hoạch thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, ông Chi khẳng định nghị quyết của Quốc hội đã ban hành, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Thời gian tới sẽ có kế hoạch triển khai thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết sẽ thanh tra toàn diện thị trường bảo hiểm nhân thọ. Theo ông Chi, việc thanh tra không phải khi có nghị quyết của Quốc hội mới làm mà đây là chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Thời gian vừa qua, thông qua giám sát và thông tin phản ánh từ thị trường, từ các cơ quan báo chí, Bộ Tài chính đã triển khai thanh tra. Ngày 30 tháng 6, Bộ Tài chính đã công bố kết quả thanh tra đối với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và triển khai hoạt động thông qua liên kết với ngân hàng để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Theo ông Chi, Bộ Tài chính cũng đang triển khai quy trình thanh tra. Sau một thời gian ngắn nữa sẽ xử lý nghiêm vi phạm của những công ty này và tiếp tục công bố. Kế hoạch của chúng tôi là từ đầu năm sẽ thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp bảo hiểm. Tới hết năm, theo kế hoạch sẽ tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp, trong đó có thanh tra 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Chúng tôi tập trung vào nội dung liên kết trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp này với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại và hướng các nội dung thanh tra theo chỉ đạo của Chính phủ, nghị quyết của Quốc hội đã thông qua, ông Chi nói. Đồng thời, theo Thứ trưởng Chi, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo kiểm tra, giám sát để thị trường bảo hiểm hoạt động đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024.